Thi giữa học kỳ 1 của trường trung học cơ sở Thị trấn Lấp Vò. Đề kiểm tra thi giữa học kỳ 1. Môn ngữ văn lớp 7, 90 phút không kể thời gian phát đề. Câu 1 là đọc bài thơ sao thân em vừa trắng lại vừa tròn chấm 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 mà em vẫn giữ tấm lòng son. Câu A, hoàn thành phần còn thiếu trong bài thơ 1 điểm. Câu B, nêu nội dung ý nghĩa của bài thơ 1 điểm. Cái này là thân em lại vừa trắng lại vừa tròn, vậy nổi ba chìm với nước non. Các bạn hay lật cái trong sách ra sẽ có cái câu này dễ ăn được 2 điểm đó. Còn ý nghĩa nội dung thì các bạn phải nêu ở trong cái phần ghi nhớ á, thì sẽ ra được cái đa phần đó, ý nghĩa và nội dung. Còn còn câu 2, trong các từ sau máu mủ râu ria thăm thẳm tươi tốt đo đỏ nấu nướng nhanh nhẹn hăng hái. Câu A, xác định từ lái trong các từ đã cho ở phần trên 1 điểm. Mấy cái từ lái như là thăng thẳng, máu mủ. Ở ví dụ như vậy, các bạn thấy sẽ đem theo cái đó, các bạn hãy tự làm cái phần đó, cái đó cũng dễ lắm. Còn câu 3 thì tập làm văn. Loài cây em yêu như cây dừa, cây mít, cây phượng, cây lúa, cây tre, vân vân vân. Là mình làm cái bài tập văn này mình tả những cái cây đó đó, cây dừa, cây mía hoặc là cây phượng hay là lúa hay tre, các bạn muốn tả gì mà tả. Đây đây là tổng quan một cái đề để các bạn mình cho các bạn xem nó rõ hơn và kỹ hơn. Đó. Rồi chụp lại màn hình. Rồi ra rồi cố gắng làm bài kiểm tra cho thật tốt nghe. Chúc các bạn làm bài một kiểm tra cho tốt của trường trung học cơ sở thị trấn Lấp Vò lớp khối lớp 7. Đề nào cũng giống nhau hết, từ 71 cho đến 71 như mọi năm. Cái này niên khóa 2020. Chúc các bạn thành công. Chi tiết trong tiền wifi lớp nhỏ. Tính đèn đầu cuối trên